será que eu com ta vậy xin các bạn nước muối sạch thấy có bọn đi đâu hay tóc để rất luôn à hay thì chưa bắt đầu là để trắng dài lại vậy đó. Không làm gì nữa hết. Chừng tẩy mà nghĩ tới cái đoạn tẩy lần thứ hai là nó đau không mình khỏe như hồi xưa là chịu được hay trâu bò rồi. Lần một thì nó bình thường cứ bắt đầu lần hai mà là tháng hai bị mệt rồi.
Bột này bột bên này. Này chứ hồi xưa trời trời mới đi nào mộ ngoài ra chứ. Có ai đi à? Có đi bị dơ liễu mà đi chặt bỏ chứ. Đi không có nặng không? Yeah. Có nặng mụn không?